Trăng tròn tháng 8 sẽ là siêu trăng cuối cùng của năm nay, dự kiến đạt cực đại vào ngày 11 hoặc 12 dương lịch, tùy theo khu vực. Đây cũng là siêu trăng thứ tư liên tiếp sau trăng hươu vào tháng 7, trăng dâu tây vào tháng 6 và trăng hoa vào tháng 5. Trăng tròn tháng 8 sẽ đạt cực đại vào khoảng 21 giờ 36 phút ngày 11 tháng 8 theo múi giờ miền Đông Tây bán cầu, tức 8 giờ 36 phút ngày 12 tháng 8 theo giờ Hà Nội. Hiện tượng còn được gọi là trăng cá tầm vì nó diễn ra vào thời điểm cá tầm dễ đánh bắt nhất trong năm ở Ngũ Đại Hồ. Trăng cá tầm sẽ đạt cực đại ở vị trí khá cao trên bầu trời đêm ở miền Đông Tây bán cầu, nhưng lại trông lớn nhất khi mới bắt đầu mọc lên từ đường chân trời vào lúc hoàng hôn. Hiệu ứng này được gọi là ảo giác mặt trăng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua khẳng định đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay không liên quan gì đến loài khỉ mà là lây nhiễm giữa người với người. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh gần đây xuất hiện tình trạng tấn công loài động vật này ở Brazil, sẽ mở đầu cụm tin vắn đáng chú ý. Người phát ngôn WHO nêu rõ, dù virus gây bệnh có thể lây từ động vật sang người, nhưng đợt bùng phát hiện nay xuất phát từ tình trạng lây nhiễm giữa người với người. Vì thế, các loài khỉ hay linh trưởng không phải là nguyên nhân dẫn tới số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tăng cao ở Brazil thời gian qua. Cũng theo quan chức này, thay vì tấn công loài khỉ, mọi người cần theo dõi tình hình dịch bệnh và có các biện pháp phòng chống lây nhiễm. Theo thống kê, kể từ khi phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên bên ngoài châu Phi hồi tháng 5 đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 28.000 ca mắc và 12 ca tử vong. Riêng Brazil có 1.700 ca mắc và 1 ca tử vong. Bộ Y tế Lào cho biết tổng số ca sốt xuất huyết tại nước này trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 là gần 16.000 ca, trong đó có 16 ca tử vong. Số ca mắc sốt xuất huyết cao bất thường so với cùng kỳ năm 2019 khi chỉ có 11.000 ca, buộc giới chức y tế Lào phải theo dõi sát sao tình hình và chuẩn bị cho nguy cơ dịch có thể bùng phát mạnh hơn vào mùa mưa. Giới chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết bùng phát sớm tại Lào trong năm nay, khi lượng mưa bất thường vào đầu mùa mưa đã tạo ra nơi sinh sản cho muỗi mang mầm bệnh. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên đã chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 kể từ khi virus SARS-CoV-2 thâm nhập vào lãnh thổ nước này, qua đó bảo vệ được sức khỏe và tính mạng của người dân. Trước đó, ngày 12 tháng 5, Bình Nhưỡng thông báo phát hiện dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron trong các mẫu thu thập của bệnh nhân ở khu vực thủ đô, đánh dấu lần đầu tiên nước này xác nhận các ca mắc COVID-19. Sau đó, Bình Nhưỡng đã kích hoạt một hệ thống phòng dịch khẩn cấp ở mức tối đa. Hiện cơ quan phòng dịch của Triều Tiên vẫn tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ngăn ngừa dịch lây lan. Thưa quý vị, hội chứng COVID-19 kéo dài có thể có các định nghĩa khác nhau, nhưng hiểu đơn giản thì đó là những triệu chứng bất ổn về sức khỏe mà người từng mắc COVID-19 tiếp tục gặp phải trong khoảng một tháng hoặc thậm chí một năm sau khi khỏi bệnh. Cho đến nay, không có loại thuốc cụ thể hay bài tập để giảm bớt triệu chứng hậu COVID-19. Nhưng với số lượng lớn người đã mắc COVID-19 và ước tính khoảng 7,7 đến 23 triệu người bị hậu COVID-19 chỉ riêng tại Mỹ, các nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể trở thành thảm họa sức khỏe toàn cầu tiếp theo. Thực tế này đặt ra một nhu cầu cấp thiết đối với thuốc điều trị COVID kéo dài. Cứ 8 người mắc COVID-19 thì lại có một người xuất hiện ít nhất một triệu chứng COVID kéo dài. Kết quả nghiên cứu toàn diện nhất từ trước đến nay về COVID-19 kéo dài mới được công bố gần đây nhất trên tạp chí khoa học Lancet. Nghiên cứu được thực hiện với hơn 76.400 người trưởng thành ở Hà Lan từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021. Kết quả cho thấy có 13% những người từng mắc COVID-19 chịu những triệu chứng kéo dài sau khi nhiễm. Những triệu chứng thường gặp bao gồm đau ngực, thở khó, đau cơ, mất khứu giác và vị giác, choáng váng. Tôi cảm thấy mình rất yếu ớt, không có sức lực. Bác sĩ không đưa ra được phương pháp hiệu quả cho các vấn đề mà tôi gặp phải. Họ chưa có đủ kinh nghiệm và kiến thức cho các triệu chứng COVID kéo dài. Họ tư vấn rất chung chung. Với hơn 580 triệu người mắc COVID-19 trên toàn thế giới kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào cuối năm 2019, ngày càng có nhiều người lo ngại về những triệu chứng bệnh dai dẳng ở những người từng nhiễm bệnh. Bác sĩ vật lý trị liệu Rob McNellis bản thân cũng đang mắc chứng COVID kéo dài và ông hỗ trợ các bệnh nhân khác từ chính những gì đang áp dụng với bản thân, tất cả là những thử nghiệm cá nhân. Lời khuyên của chúng tôi là mỗi cá nhân là bác sĩ điều trị của chính mình. Họ có thể làm mọi thứ để điều chỉnh sao cho phù hợp với những điều đang gây ảnh hưởng đến họ. Đó là quá trình giúp mọi người trở lại với nhịp độ sống trước kia.
Đáng lo hơn là tình trạng COVID-19 kéo dài không chỉ xảy ra với người lớn mà cả ở trẻ em. Kết quả nghiên cứu mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên mắc COVID-19 kéo dài có nguy cơ bị các biến chứng nghiêm trọng cao gấp đôi so với những trẻ không mắc COVID-19. Cần lưu ý tới các biến chứng nghiêm trọng do COVID-19 gây ra ở trẻ em. Đó là những biến chứng có thể gây ra thay đổi cuộc sống và gây ra hậu quả ảnh hưởng tới suốt cuộc đời của trẻ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh nghiêm túc đối với các bậc cha mẹ vào thời điểm mà tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ nhỏ ở mức thấp đáng lo ngại. Tiếng chuông báo động đã được phát đi từ thế hệ tương lai khiến nhiều cha mẹ lo lắng. Có quá nhiều điều mà khoa học chưa hiểu hết về COVID và COVID kéo dài. Tôi đặc biệt lo lắng cho con mình, nhưng cũng không biết làm gì ngoài theo dõi sức khỏe thật cẩn thận. Đã có những tín hiệu đáng hy vọng từ những loại thuốc đang được nghiên cứu để điều trị COVID kéo dài. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn 2 trên 41 bệnh nhân tại Đại học Oxford công bố ngày 2 tháng 8 cho thấy những người dùng thuốc AXA-1125 có chỉ số mệt mỏi về thể chất quay về mức bình thường sau 28 ngày điều trị. Malaysia và Thái Lan sẽ tăng cường phát triển hạ tầng ở biên giới chung để thúc đẩy thương mại và đưa kim ngạch song phương lên 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Cam kết được ngoại trưởng hai nước đưa ra tại cuộc hội đàm ở thủ đô Bangkok hôm qua. Phát biểu với báo giới sau hội đàm, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết hai nước hy vọng sẽ sớm xúc tiến việc xây dựng tuyến đường kết nối giữa hai khu phức hợp Bukit Kayu Hitam và Sadao. Đây là hai khu phức hợp có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy biên mậu giữa Malaysia và Thái Lan. Chúng tôi đã thảo luận về những cam kết và tiến độ thực hiện một số dự án được triển khai sau cuộc gặp lần trước vào năm 2015. Chúng tôi cũng nhất trí về các mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất, đó là đưa kim ngạch thương mại song phương lên 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Về phần mình, Ngoại trưởng Thái Lan cho biết bên cạnh hợp tác song phương và phát triển hạ tầng biên giới, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Myanmar. Ngoại trưởng Malaysia hiện đang có chuyến thăm làm việc 2 ngày tới Thái Lan, trong đó ông tiến hành nhiều cuộc gặp và tham dự cuộc họp của các ủy ban hợp tác chung trên nhiều lĩnh vực. Dự thảo đề xuất cấm cấp thị thực Schengen đối với công dân Nga đã được đưa ra thảo luận tại Liên minh châu Âu EU sau đề xuất của một số quốc gia. Thông tin này đã được người phát ngôn chính phủ Đức công bố ngày hôm qua. Người phát ngôn chính phủ Đức cho biết chính phủ nước này dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về dự thảo này giữa các thành viên nội các và với các quốc gia khác trong EU. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nhận định đề xuất này có thể được thảo luận tại cuộc họp giữa các ngoại trưởng EU tại Praha, Cộng hòa Séc vào cuối tháng 8 này. Quan chức này lưu ý đề xuất bao gồm lệnh cấm thị thực không chỉ đối với khách du lịch từ Nga mà còn đối với sinh viên, người thân của các công dân EU cùng một số đối tượng khác. Trước đó, các phương tiện truyền thông Đức đưa tin Berlin đã phản đối ý tưởng này. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên EU khác như Estonia, Phần Lan dường như sẽ đồng thuận với đề xuất nêu trên.